dở hèn năm cu. Em ơi nghe tiếng mưa rơi mà cõi lòng tê tái, nhớ bạn tình chung mà lệ chảy đôi. Không ăn dê vậy. Mấy chục năm qua sống trong tình chia dân mà không còn đi được, thương tiếc cho thằng em. Xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân của thành phố Cà Mau. Và phía bên tay phải của Bùi Hồ đây là cậu Chính, người mà ở trong những đoạn video clip trước á, cậu ông Tư có thường nhắc về người em vợ của mình. Hiện nay á, thì gặp cậu Chính ngay tại nhà của cậu, thì cũng một vài ly trà để mà tâm sự với nhau về chuyện ngày xưa, cũng như là cậu Chính sẽ tặng cho cô bác quý anh chị một vài bản đờn để mà cho ông Tư cùng nhau với lại cậu Chính ôn lại những cái quá khứ ngày xưa mà coi như đã qua rất là lâu rồi. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng nghe ông Tư và cậu Chính cái câu chuyện của những người sau 31 năm gặp mặt ha. sao ông Tư khóc? Không còn đi được, thương tiếc cho thằng em. Nhưng mà ngày hôm nay gặp lại được cô Chính là ông Tư buồn ngồi dữ không? Buồn ngồi mấy cầm lòng ổng đậu. Buồn ngồi vì mấy mươi năm xa cách hay là buồn ngồi vì cái cuộc sống của cậu Chính? Buồn ngồi mấy năm xa cách. Buồn ngồi trên cũ một thằng quân đội như cha từng đi chiến trường. Đó. Tính ra nếu như mà chiến trường gọi là đồng tình đồng chí với nhau rồi. Thà chết thà sống thôi bị thương. Mình thắng trận đưa đồng đội xuống, nếu mình bại trận cũng phải tìm cách lên cứu đồng đội về. Ở cũng một thời chinh chiến thì cái chuyện gì nó cũng đã đi vào lịch sử rồi, nó đã qua rồi. Nó qua rồi. Thì còn giữ được lại cái mạng sống để mà có gia đình, có vợ con là cũng vui ha ông Tư. Nhưng mà ông nói con nghe, nếu con chưa có trải qua một cái đường đó, con trải qua đi, rồi con nhìn lại cái đồng chí đồng đội của mình. Đó. Một thằng thì bò, một thằng thì lết, đó. Một thằng thì nằm, đó. Đau không? Chỉ có từng sống trong thời chiến rồi sống trong thời bình nữa thì mới cảm nhận được cái sự khó khăn. Đúng. Đã chiến tranh như thế nào. Và mong ước của mọi người lớn nhất đó là sống trong một cái cảnh hòa bình, không có chiến tranh. Có thường là có cái thằng em vợ mà ông quên cái tên mà nó đi bộ đội thì rụt rò là cậu đó. Ông nhớ sao nhớ gì tôi dễ nhớ hả? Dễ nhớ chứ. Qua trời ba mấy năm mới gặp. Ba mấy năm anh còn đau lắm. Nhưng mà bây giờ mình phải chịu gì thôi chứ sao. Đúng rồi, chịu. Nếu không ôm chúng về chiến trường thì cũng có kẻ mất người còn, phải không em? Có. Mà anh là chút xíu cũng là đảm mãn rồi đó, mà anh còn bước tới bước lui được. Còn em lóc gì nghĩ bao nhiêu năm nay là nghĩ là thứ nhất là anh có gia đình ở đâu, cái thứ hai nữa thì tính đâu là anh mất rồi chứ sao mà không có liên lạc với hoàn hồi đó. Đó thì hoàn cảnh khó khăn, bây giờ điều kiện xe cộ đi tới lui sao mà ông này không lại tìm về xứ gì ấy, con cái gì chứ tính đâu gọi rồi.
Cha chị em đó. Anh thầy nè cầm dấu bóp bắt đầu rút ra ly rượu mời bà hú. Anh không muốn rời quê hương Cà Mau vì hoàn cảnh, thành ra anh mới bỏ em chứ bỏ chị em chứ bỏ con của anh về anh mới suy nghĩ lại nếu chấp nhận bỏ được thì bỏ, đừng kiếm những người khác nữa. Anh thề cầm dao chặt cứ bốc lên dẻo vô chai rượu, mày phải uống với tao giọt máu đầu chứ không phải là một ly nước đá, một ly nước đá gì Chigo thì giọt máu đầu. Thấy cái clip mà cháu này quay tôi nghĩ là anh nói lộn cái địa chỉ chứ nhìn thấy rồi biết chứ còn cái nét giống mà tôi già thôi chứ bình thường nó mới tức quá nên đi tìm tôi mới ổng cho ai nữa mà tìm thấy biết rồi mà cái tại anh lớn tuổi gì hơn nữa lâu quá anh quên cái nói cái ấp xã nó chặt nói chúng tên ba mẹ con đó. Ừ với cậu út út em đó với thằng Tùng đó. Tùng là cậu tám hả cô chứ? Tùng là cậu út út à, nữa dạ. Là cậu tám là mất rồi à. Còn cậu chín cậu bảy ở cặp bên á rồi thằng thứ 10 thì bây giờ nó ở Bình Phước coi như nó tán lạc hết trơn dạ. Mà ngày hôm nay là gặp lại là ông Tư khóc là vì thấy cậu chính cái việc đi đứng khó khăn cũng mấy mươi năm mày mới gặp lại nhau chứ đâu có ít đâu hơn nửa đời người á ba mấy năm dạ. Đó con cứ thấy chiến trường đó kẻ mất người con. Rồi. Nhưng mà tụi con thì là sống trong cái thời bình là quá may mắn rồi. À. Nên được sống trong cái thời bình là một điều cực kỳ may mắn. Đi lính thì đâu ai nghĩ còn sống mà trở về đó. Chiến tranh mà sống đó chết đó. Vậy là tính ra là cái phước ông Tư quá đầy. Đi lính mà người về còn được lành lặn mạnh khỏe rồi gần cuối đời lại gặp con cái vui vẻ như thế này. May mắn hơn cậu. Mãi chờ nhìn lại thằng em. Cha tao lắm con. Dạ thì anh giỏi được rồi. Anh đổ một phần xương máu quá lớn vô đó anh Sáu à. Rồi bây giờ thì nó cũng ơn đền nghĩa trả rồi. Nhà nước cũng lo cho anh nhà cửa đồ lương bổng đàng hoàng. Bốn cha hai gái. Nghe Úc rồi. Vậy là đi chiến trường xong về nhà bao lâu cậu mới có vợ? À, mấy tháng vậy. Cậu bị thương rồi về lành lặn rồi về nhà mấy tháng. Mà quen trước hay là làm mai cậu chứ? Quen trước. Quen trước. Sau khi mà lúc trước thì cậu đi lành lặn mà về thì lại không còn nguyên vẹn nữa thì lúc đó mở chính thì sao? Có muốn từ chối hôn nhân gì không? Không, bà chấp nhận rồi mới vợ chồng mới sống tới giờ đó. Chẳng chân chờ đợi. Yeah. Mà con nghe kể rằng là cô dâu thì đi còn cậu thì ngồi xe lăn hả? Ừ, đúng rồi. Oh. Lúc làm lễ. Dạ. Làm lễ ngồi xe lăn. Vậy là tình yêu của cậu chính quá lớn mà chính không thể nào bỏ được. Đâu cũng duyên số không. Có người cũng đâu có thành được. Quen trước rồi về người ta cũng đâu có thành. Nhưng mà sau khi về á thì cái vết thương nó cũng còn là bao lâu thì cậu mới đi lại bằng hai cái ghế như thế này?
Cái lúc nằm ở Sóng Thần Thủ Đức á, nó lành rồi, nó phẫu thuật lành rồi, nó đưa về đoàn an dưỡng chỗ Bình Minh, quận Bình Minh, Bình Cầu Cá Dồn á. Vậy đó là nó lành rồi, vậy đó chỉ nằm an dưỡng rồi xong về nhà. Thường thì ngày xưa á, lúc mà cậu Chính lập gia đình thì cái nước mình nó còn đang phát triển thôi. Thì việc mà ở những cái vùng như nông thôn như thế này á, còn là lao động bằng chân tay thôi. Mà cậu Chính đi chiến trường về thì mất đi cái đôi chân, thì cái việc coi như là sức lao động của mình mất đi khoảng 60-70% rồi. Thì mà Chính có nghĩ rằng là sau khi lấy cậu Chính về thì đâu có công việc gì để mà làm ăn, người làm sao để mà nuôi con cái không? Cái đó là tại cái tình thương bà nó quá lớn rồi, đâu bà đâu có nghĩ chuyện đó. Đó thì cậu rồi đó quen với bà thì cũng mình cũng thương bà, rồi về bà chấp nhận gì thì gia đình mới lo đám tiệc rồi. Nhưng mà có khi bao giờ thì cậu Chính là nghĩ rằng là mình sẽ không chịu, sẽ từ hôn tại vì mình nghĩ gánh nặng cho người mình thương thôi? Thì cái đó cái tình thương nên nó quá lớn, thành ra là cậu thì không có từ chối, mà bà cũng thấy bà còn thương cậu vậy đó. Dạ. Thôi. Tại vì con biết tâm lý của những người mà sau khi bị mất đi những cái phần của cơ thể á, thì cái về cái mặt cảm rất là lớn luôn. Đúng rồi. Phải nói là cực kỳ lớn. Thời đó thì nằm ở bệnh viện á, là trong cái ngày mình lành lặn về nhà nghĩ là cái cách là tự sát thôi. Để về mà sống gặp người thân, gia đình, cha mẹ, anh em rồi đó. Rồi sau ngày tháng nó nguôi ngoai với hơn nữa, ở trong cái bệnh viện có thấy có người tàn phế còn hơn mình nữa. Người mù hai mắt, cục hai tay, thêm cái giò. Mà người ta vẫn sống, không lẽ mình gì thì mình chết. Rồi về gặp bà đâu này kia rồi. Cuộc sống nó nguôi ngoai vậy thôi, mình bỏ ý định đó. Chứ hồi nằm viện rồi bị thương là nghĩ đến cái chết không. Nghĩ kinh khủng không đó. Chứ đâu có ai mà nghĩ. Cũng có tinh thần là cũng phải nói là không suốt luôn á. Cậu khóc là từ bị thương mà tỉnh ra, phẫu rồi tới tỉnh lại đó. Là lúc nào rồi là tỉnh là biết là nhớ là khóc. Tức cái vụ mà sáng đâu kể mà. Dạ. Mà chiều đó lên làm quản lý mà sáng bị thương. Có nghĩa là chuẩn bị là lui vào trong rồi. Dạ. Không có còn ra ngoài chiến trường mình được. Mình cầm cái giết rồi, dạ, còn cầm cái súng. Lên chỉ đạo rồi. Là phát lương cho lính ấy. Dạ. Rất sáng cỡ tầm 10 giờ rồi còn bị thương. Đi công tác cũng gần nhà. Là có nghĩa là như thế này nè cô bác anh chị, cậu Chính kể rằng á, sáng nay cũng có ăn sáng với lại ông Tư với lại cậu Chính. Thì nói rằng là từ buổi chiều ngày hôm đó là cậu Chính phải đi nhận một cái nhiệm vụ khác ở tại đơn vị. Nhưng có nghĩa là sẽ lui vào trong để cho những cái đồng chí khác sẽ ra ngoài chiến trường. Thì sáng ngày hôm đó là cậu Chính bị nổ một cái quả mìn và mất luôn cái phần chân luôn. Thì sau đó thì mới đưa về đây. Rồi có gia đình tới giờ luôn. Vậy thì hiện nay cậu Chính sống nhờ vào lương bổng của nhà nước hỗ trợ. Ngoài ra thì có làm gì thêm không cậu Chính? Vì trước cô đi đợn ca vậy đó, đợn đám vậy đó, thu nhập phụ thêm vậy đó. Con nghe chị Hường nói là cậu Chính là tay đợn số dắt ở xứ Tắc Văn này mà. Không thiếu gì người cái đâu, dắt được. Là rồi. Cậu Chính là biết đợn là trước khi đi bộ đội hay là sao? Hồi đó biết cũng chút đỉnh, về rồi cái buồn quá rồi anh em tập tụ lại bạn bè đó. Thì học thêm lấy tiếng đờn làm niềm vui giống như cái tiếng sáo Trương Chi ha. Trương Chi thì cũng lấy tiếng sáo làm niềm vui. Có mấy ông anh rồi em rồi bạn rồi đó tập trung lại tối cũng như có mấy nữ nữa rồi tập trung lại cũng như là sinh hoạt vậy đó, đờn ca vợt chơi rồi từ cái bắt đầu có cái phong trào mà đi đám mình đi đợt người ta trả tiền á, cái có tiền rồi đi cũng vừa ham vui mà vừa có tiền thu nhập thêm như thế, cũng phê hút thuốc được. Dạ.
trước đây thì lấy tiếng đờn làm niềm vui, nhưng mà cũng có một thời gian là cậu sinh sống được nhờ vào tiếng đờn luôn. Nhưng mà vì cái cuộc sống ngày nay nó hiện đại quá, âm thanh nó được công nghệ hóa hết à, thậm chí là có những bài hát karaoke là bắt lên chỉ cần hát không cần mướn thầy đờn về nữa, thì cuộc sống của cậu bây giờ là không còn sống nhờ vào tiếng đờn nữa, không có đờn được được nữa. Dạ. Hôm nay thì cậu Chính lại gặp ông Tư ngay tại cái nơi mà cậu Chính nhắc mà trong cái đoạn clip mà con với Đạt quay mà ngày Tư Ngộ, mà cái người mà nhắc mà chị Hường xúc động liền đó là tao nhớ cái thằng gì mà cái thằng thứ mấy mà tao quên rồi, nó đi chiến trường hai giờ đó rồi nó bị cục khai giò. Thì cậu thì ổng dễ nhận biết. Dạ. Ví dụ họ quên cái tên thì nó cũng còn nhớ vậy, còn mấy cậu kia thì ổng nhớ. Cậu nói chung cũng nhiều anh rể, ba bốn ông lận mà không có mít lòng về ông này thì thương ông nhiều, là lý do ổng xuống đây có mình ổng mà cũng không có dòng họ hàng gì đó, lang bạc mà. Thế là ông sống và chị thì thương ông vậy đó, cái hoàn cảnh ông thương ông nhiều là lý do đó. Còn mấy ông anh rể kia thì dòng họ ta có ở đây. Nên chú Tư nhắc với con là thường xuyên nhắc cậu Chính vậy. Cuộc sống lang bạc gài đây mai đó. Dạ. Biết đâu là bến đổ cho riêng mình. Chưa biết chỗ bến đậu. Nhưng mà ngày nay biết rồi đó, quan trọng là ông Tư có muốn đậu hay không thôi. Bến đậu để nên thân. Về đi anh ơi cho con. Nhưng mà rốt cuộc. Rốt cuộc mưa bão. Mấy mốt con đẩy ông về tới thành phố thôi. Dạ. Ngày nay mới là ngọn gió nào mới đẩy trở lại về Cà Mau được. Quá đất tròn mà. Trái đất tròn mình còn gặp nhau hoài mà. Ở. Như là hôm nay. Không mà nói chung là nếu không có tụi cháu quay cái clip đó cũng chưa biết sao à. Biết cái đâu mà tìm, mà ổng là không biết cái xứ này, còn ổng đâu, mình đâu có biết ông cái xứ ông ở đâu. Dạ. Còn hơi mắt gì cũng không biết luôn. Cái chuyện cũ thì chắc mình sẽ bỏ qua đi. Và bây giờ thì chắc có lẽ là về Cà Mau mà không nghe cậu Chính đờn, không nghe được chị Hường hát để mà cho cậu Chính đờn, thì coi như là về Cà Mau lần này nó chưa được trọn vẹn 100%. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị á, mà ở trong nước ngoài nước cũng thưởng thức nghe cậu Chính tặng một vài bản vắng, cũng như là chị Hường hát một vài câu vọng cổ để cho biết xứ Cà Mau là như thế nào ha. Tụi con thì cũng thay mặt cũng cảm ơn cậu Chính rồi ông Tư, những người mà đã từng cầm súng để mà có được những cái ngày hòa bình như ngày hôm nay. Ba mấy năm mới gặp mà sợ nào cũng rước chứ đâu bỏ. Bỏ cũng được, đâu bỏ đâu được. Mấy chục năm qua
tình nghĩa vợ chồng chung chăm sẻ vui, tình ấm lạnh hoặc nồng chia sẻ cho nhau. Nhà nhà nàng tạo tần bắt đầu cái rau, nuôi con thơ trong lúc tuổi dậy thần. Quá mùi ngậm chắc Cà Mau luôn à. Xuống chữ sang nghe nghe nó đã để phải có dân ca cái rủ ông này đem về đèn sến. Dạ xuống cái chữ sang một cái là nghe mùi nhức nách luôn. Tổ chức nhân chơi một bản giọng Kim Lan đi, giọng Kim Lan đi tổ chức. Thank you.